Mua smartphone cũ chính hãng hãy đến với Di Động Nhật nhé. Nói chung tầm này rồi mà còn có quả hộp thùng hàng kinh khủng quá. Như kiểu cái núi mà mình không biết đây có phải điện thoại không hay phụ kiện hay gì mà kinh khủng khiếp thế này. Thì mình cũng làm tiếp cái video khui hàng này, nhưng mình nghĩ là chắc chỉ phục vụ được những anh em miền Nam ở những cái đợt hàng này thôi. Bởi vì mình đã ngưng phí ship của những anh em ngoài miền Bắc rồi. Ngưng nhận đơn hàng ở miền Bắc với miền Trung rồi nhé. Sau 1 giờ chiều ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 2. Sáng nay mình lên clip mình nói nhầm là mùng 3 chứ không phải mùng 2 thôi. Lý do là không phải nhà vận chuyển họ không nhận nữa, nhưng mà mình tránh cái chuyện nhà vận chuyển họ vẫn cứ nhận, nhưng họ nhận xong họ để đó, để đến qua Tết là mình chết. Khách hàng mình chửi lên rồi đòi cọc rồi này kia rồi ăn Tết mất vui các bạn nhé. Nên hy vọng là mọi người thông cảm. Mình nhắm chừng sau nhiều năm làm có kinh nghiệm, mình nhắm chừng thì tầm này nghỉ là được rồi, để cho nó có được một cái Tết an vui cho cả người bán hàng lẫn khách hàng. Còn những bạn nào chậm thì có thể ủng hộ mình vào năm sau. Năm nay nếu cần gấp quá thì mình vẫn có thể đi mua những cái shop ở trực tiếp ngoài đó thì mình mua mình dùng. Vậy nhá, Nhật Nam rất là cảm ơn mọi người trong một năm vừa qua đã luôn yêu mến ủng hộ. Còn những khách hàng ở khu vực miền Nam vẫn cứ đặt hàng bình thường nhá. Tuy nhiên phí ship dịp này cao quá. Và mình phải nhắc rằng là nếu như cái nào cao quá chắc mình phải hỗ trợ cho khách hàng một phần nào đó. Để mọi người vẫn có thể mà chốt hàng một cách thoải mái nhất nhá. Ok, giờ ra thì chúng ta thấy có mấy cái hộp bé bé đây. Rồi thêm một cái gì ở dưới đây nữa, xem có cái gì bất ngờ không mọi người nhá. Cái quỷ quái gì mà nó to thế này. À quên, cũng có thể ông nào gửi quà cho mình nữa nhỉ. Nhiều quà lắm rồi. Ui, có kiểu như một cái vali hay là cái thùng gì bằng gỗ này, nhìn có vẻ chất phết đấy. Kịch. Ui nặng lắm. Đây, để xem cái gì nhá anh em nhé. Ui giời, một cái hộp. Rồi hết rồi, trong này thì còn mút không? Một cái hộp khá là to hoành tráng. Và anh em nhìn thấy bên kia mình cũng còn rất là nhiều máy kìa, cứ đặt tẹt ga đi nhá. Nhưng mà nhớ là khu vực miền Trung miền Bắc. Đặt trước 1 giờ ngày hôm nay. À đây là một cặp rượu anh em ạ. Cặp rượu rất là chất, có cả đồ khui các cái trong này luôn, đựng trong một cái hộp gỗ rất là xịn sò. Rất là đẹp ha. Ok. Rồi mình dẹp qua một bên vấn đề của chúng ta, đây là review bán máy. Không rượu chè gì tầm này được rồi nhá. Rồi chúng ta để xích vào đây, mình chuyển camera xuống và khui hai cái hộp này xem có cái gì. Chắc cái này là máy này, chứ điện thoại một cái thùng hồi nãy thì chắc mà có bán đến năm nữa chưa hết, trong khi nhà còn quá trời ha. Ui giời ơi, lại iPhone, nhìn chán ngấy cả người ra rồi, còn ế cả mấy trăm máy. Giống như kiểu cứ nhập hàng vì đam mê hay sao, còn đầy thế mà cứ nhập. Nhập hàng vì đam mê. iPhone X 256GB pin 100%, máy keng. Con này hôm nay có giá bán là 10.500.000. Oppo A5 2020 màu trắng. Sáng nay mới có anh khách hỏi mà sáng nay không có hàng. Đấy. Còn hiện tại thì giờ có một con màu trắng đây. Phiên bản RAM 4 bộ nhớ 128GB nhá. Giá bán 3 triệu. A30 màu xanh, tươi xanh như nồi canh, hàng chuẩn chính hãng, phiên bản RAM 3 bộ nhớ 32GB. Giá bán 2 triệu 7.
A30 phiên bản đặc biệt, phiên bản RAM 4 bộ nhớ 64GB giá bán 2.9 triệu. Tiếp tục là màu xanh phiên bản đặc biệt của A30 Samsung Galaxy chính hãng giá 2.9 triệu, tươi xanh như nồi canh nhá. Con này con gì đây? Con Mi Redmi 9 à. Phiên bản RAM 4 bộ nhớ 64 thì phải, chưa có giá. Báo sau. F11 đây, sáng cũng mới có người hỏi F11 không có hàng. Con này 3.3 triệu, giờ lại về được máy màu xanh đây. 3.3 triệu nhé, F11 chính hãng, RAM 6 bộ nhớ 64GB. Tiếp theo đây là Samsung Galaxy A50 phiên bản RAM 4 bộ nhớ 64GB, đẹp len keng như xà beng, chuẩn chỉ luôn, hàng chính hãng, pin 4000, màn hình giọt nước là 6 inch 4, Super AMOLED các bạn nhé, khá chất. Giá bán là 3.300.000, một con hàng có thể nói là chuẩn và bán rất chạy. Tiếp theo là Samsung Galaxy A51 màu nổi, màu cam nhá. Màu cam hay còn gọi là màu hường nam tính. RAM 6 bộ nhớ 128GB, màn hình 6 inch 5, công nghệ giọt nước rất chất. Giá bán của con A51 màu hường nam tính này là 4.800.000 nha. Tiếp tục là A51 màu xanh 4.700.000, lý do màu hường nó hot, nó ít nên là bán mắc hơn trăm. Oppo A52 này thì là giá 3.800.000 các bạn ạ. Samsung Galaxy A70, một con siêu phẩm rất là hot và bán rất chạy, luôn luôn hết hàng, luôn luôn đứt hàng. Màn hình tới 6 inch 7, RAM 6 bộ nhớ 128GB, pin 4500 rất trâu, trang bị chip Qualcomm Snapdragon 675 8 nhân cũng khá là mạnh mẽ. Giá bán của A70 này hôm nay là 4.400.000, màu xanh, duy nhất một máy nhá. Rồi một con hàng siêu hot, Samsung Galaxy Note 9 màu xanh, có thể nói là keng như máy mới, chuẩn chỉ luôn, chính hãng nhá, phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128GB màu xanh, tươi xanh như nồi canh, máy rất là keng, có giá bán là 7.700.000. Rồi bạn nào kết sản phẩm nào hãy alo cho mình để đặt hàng nhé, nhanh gọn lẹ và xúc tích bạn nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.